hơn. Về tổng thành mẫu xe này, nội ngoại thất mẫu xe hoàn toàn là sẵn sử dụng. Nội ngoại thất bên ngoài thì cũng rất là đẹp rồi, bên ngoại thất mang lớp sơn màu đen thì nó chỉ có vài chi tiết rất nhỏ bên ngoài thôi, từ đấy thì không đáng kể. Thì sau video clip cho sơn và đánh bóng phần xe đây chị các bạn hoàn toàn là sẵn sử dụng như chị nhé. Hoàn toàn này, một cái mẫu xe E240 form rất là đẹp đúng không ạ? Đây mặt ca lăng này, như tất cả cùng đèn xe này còn rất là sáng luôn. Đây có cái chế độ rửa đèn nhé, chế độ rửa đèn này. Một cái chiếc xe của Đức thì anh chị biết rồi, cái form dáng cũng như là cái độ bền của xe, độ bền cũng như là với cái phần tôn vỏ là rất là chắc chắn luôn, không như những dòng xe khác, như cái dòng xe Toyota chẳng hạn. Cái dòng xe của Đức thì thiết kế nó có một cái lối thiết kế dành riêng cho những người Đức, người ta thì có một cái form dáng rất là cao lớn chẳng hạn. Thì cái dòng xe này thì thiết kế rất thích hợp cho dùng người Đức. Thì bây giờ cái dòng xe này thì về Việt Nam thì bây giờ rất là rẻ rồi, hơn 200 triệu đồng thôi. Thì anh chị các bạn sở hữu một cái mẫu xe Mercedes đi rồi E240. Một cái mẫu xe tư nhân chính chủ anh chị nhá, biển Hà Nội này. Đó. Giấy tờ đầy đủ nên chị các bạn muốn rút hồ sơ sang tên đầu biển cũng rất đơn giản thôi. Đây đèn này cũng như là các chi tiết của xe. Xe thì cam kết cho anh chị các bạn là không đâm xô tai nạn, không ngập nước. Đó. Gương cục xe tích hợp xi nhan báo rẽ nhá anh chị nhá. Gương xi nhan báo rẽ đây. Trang bị 6 túi khí quanh xe. Đó. Nhớ ghế 3 vị trí và 2 ghế chỉnh điện, ghế lái và ghế phụ. Thất của chiếc xe này cho anh chị các bạn cùng ngắm một chút. Đó. Đây, cục đèn hậu đây. Xe là không có hề có hiện tượng đâm xô gì chị nhá. Đây nó có chi tiết nhỏ nhỏ này thôi, không đáng kể gì. Có va quẹt nhẹ thì không tránh được. Sâu hơn về cái phần gầm của chiếc xe. Gầm của xe đây chị này. Đó, gầm của xe đây anh chị, không hề có một chút gì gọi là han mòn hay mục mọt nhá. Đấy, gầm rất là đẹp luôn, một cái mẫu xe mẹc thì anh chị biết rồi, nó vô cùng là chắc chắn và bền bỉ. Đó, gầm rất là đẹp luôn. Trang bị 4 cảm bính lùi. Đây, biểu tượng mẹp ben đây. 4 cảm bính lùi nhá. Dòng mẹp này anh chị biết rồi. Mặc dù sâu đời một chút nhưng mà cái form dáng của nó thiết kế không hề có hiện tượng lỗi thời cho thời gian luôn. Và tiến vào cái phần nội thất của xe. Nội thất của chiếc xe này thì nó rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn này, rất là đẹp nhá. Nội thất hoàn toàn da xịn nguyên bản từ năm 2004. Đây. Xe tư nhân chính chủ nhà nước đi này, có giấy thông hành ra vào nhá anh chị nhá. Đấy, lữ sử dụng nhá, có giấy thông hành ra vào luôn. Đó, da rất đẹp luôn. Đây, sở hữu được một mẫu xe đẹp. Sở hữu được một mẫu xe đẹp thì không khó. Và quan trọng là xe không lỗi, không đâm xô, tai nạn không ngập nước. Và một mẫu xe giá cả hợp lý cho anh chị các bạn về sử dụng. Với cái dòng xe mẹc thì bên em rất là về rất là thường xuyên thôi anh chị này. Đó đây, về cái phần điều hòa này, chỉnh điều hòa hai vùng độc lập này, chỉnh điều hòa luôn này, cái sau và cái trước kia. Một cái chiếc xe từ năm 2004 mà lối thiết kế rất là hiện đại luôn. Đây, da thì da xịn nguyên bản nhá. Đấy, có trang bị đầy đủ rèm che nắng nhá. Đó, trang bị đầy đủ rèm che nắng luôn. Đó, da rất đẹp luôn. Về cái hàng ghế trước đây, ghế trước da xịn cũng rất là đẹp rồi. Đó. Đó, anh chị nhìn này. Cam kết cho anh chị các bạn là hộp số tự động nguyên nhá, nguyên bản luôn. Đây bề tì tay đây. Đó. Cực đẹp cho một chiếc xe mẹc 2.4. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Đó. Rất là mát. Trang bị 6 túi khí trên xe thì vô cùng là an toàn cho anh chị các bạn rồi. Đó, nhớ ghế 3 vị trí nhá anh chị này. Đây nhớ ghế 3 vị trí nào. Quay chị ra chị di chuyển. Nhớ ghế 3 vị trí này. Đấy. Đây, sự di chuyển của ghế đây anh chị nhìn nhá. Tất cả các chi tiết tiện đón trên xe là hoạt động hoàn toàn bình thường hết. Đây. Sự di chuyển của ghế này. Đó. 4 tổng 5 hàng kính đây của xe đây. Lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường hết anh chị nhá. Đó. Bình thường hết đây anh chị các bạn yên tâm. Một chiếc xe keo chỉ hoàn toàn là zin nguyên bản. Một chiếc xe keo chỉ zin nguyên bản luôn nhá. Với cái dòng xe mẹc này rất hiếm khi có những chiếc xe mà mất keo chỉ. Đó, một chiếc xe nó hệ thống keo chỉ nó vô cùng là chắc chắn và cái bản nó to này anh chị này. Nó rất là hiếm khi có hiện tượng mất keo chỉ, trừ khi là xe có hiện tượng đâm xô hay là tai nạn gì đó. Này. Đèn auto này. Có chế độ ga tự động cho anh chị nhá. Ví dụ anh chị các bạn đi đường xa
đi đường cao tốc chẳng hạn thì có chế độ ga tự động của chúng ta đi thì rất là nhàn luôn, rất là nhàn chân luôn. Đó, đi vào rất là mát. Thì về cái phần khoang máy chiếc xe. Của xe này hoàn toàn nguyên bản. Đó. Chiếc xe này thì với cái phần mặt máy trên thì không thể tránh được từ năm 2004 là có hiện tượng bảo dưỡng, bảo trì, còn hệ thống là chân máy thì hoàn toàn là chưa bị tượng ra máy chị nhá. Đây. Cụm đèn này nguyên bản. Đó, em sẽ nổ máy cho chị các bạn. Đây về cái phần xử lý lốc cabo đây, như là cái phần bằng năng. Máy nổ rất là êm ái rồi, không hề có hiện tượng rung lắc hay rồi gì. Một chiếc xe trang bị cái động cơ 2.0 thì nó chạy vô cùng mạnh mẽ cho anh chị các bạn. Đấy thì anh chị các bạn nếu mà thanh niên thì cái dòng xe này rất là khỏe xe, không những cái dòng 1.8 này hơi ì máy một chút. Nhìn này, đấy về tổng thành nhá, máy móc này rất là khô và sạch sẽ. Quý vị anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhé. Và xe thì anh chị các bạn liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0976 08 169 để được sở hữu những lấy hình ảnh chi tiết của xe này. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh và trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.